chỉ sau một năm sang châu Âu, Quang Hải đã chính thức trở về Việt Nam thi đấu. Điểm đến tiếp theo của ngôi sao sinh năm 1997 là câu lạc bộ Công An Hà Nội. Tại bên đội mới, Quang Hải hứa hẹn sẽ nhận mức đãi ngộ cao, thậm chí cao chưa từng có trong lịch sử thu nhập của cầu thủ nội. Chủ nhân quả bóng vàng Việt Nam 2018 ký hợp đồng có thời hạn 1.5 năm với câu lạc bộ Công An Hà Nội. Anh sẽ thi đấu cho đội bóng Tân Binh V-League ngay trong giai đoạn 2 của mùa giải 2023. Trước khi gia nhập câu lạc bộ Công An Hà Nội theo dạng tự do, Quang Hải thi đấu cho Pool ở mùa giải 2022-2023. Cầu thủ này quyết định sang châu Âu tìm kiếm cơ hội khi rời Hà Nội vào tháng 4 năm 2022. Anh ký hợp đồng 2 năm nhưng chia tay đội bóng Pháp chỉ sau một mùa giải. Trong thời gian ở Pháp, Quang Hải ra sân tổng cộng 12 trận cho Pool ở Ligue 1, trong đó có 2 lần đá chính. Tổng thời gian thi đấu của tiền vệ này cho đội bóng Pháp là 254 phút. Quang Hải ghi một bàn thắng. Tuy nhiên, đến giai đoạn lượt về của mùa giải, Quang Hải không còn được huấn luyện viên Didier Tholo tin tưởng. Anh chủ yếu ngồi dự bị. Thậm chí trong 12 vòng đấu cuối cùng ở Ligue 1, Quang Hải bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu của Pool và chủ yếu ra sân cho đội dự bị ở giải hạng 5 Pháp. Quang Hải vừa thi đấu cho đội tuyển Việt Nam trong loạt trận quốc tế tháng 6 năm 2023. Tiền vệ này đã chính trong cả hai trận giao hữu với đội tuyển Hồng Kông và Syria. Sự có mặt của Quang Hải hứa hẹn sẽ giúp Công An Hà Nội nâng cấp đội hình vốn dĩ đã có nhiều ngôi sao như Văn Hậu, Tấn Tài, Văn Thành, Văn Đức, Trọng Long, Văn Vũ, Xuân Nam. Màn thể hiện ở đội tuyển Việt Nam trong hai trận đã qua cho thấy, bất chấp không thi đấu thường xuyên, nhưng Quang Hải vẫn có cảm giác bóng tốt, thi đấu song sáo, có nhãn quan chiến thuật ấn tượng và cái chân trái đặc biệt. Câu lạc bộ Công An Hà Nội đang đứng nhì bảng xếp hạng V-League 2023 với 21 điểm sau 11 trận, kém đội đầu bảng câu lạc bộ Thanh Hóa chỉ 1 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Flavio Rus đang được đánh giá cao ở cuộc đua vô địch V-League mùa này. Nếu câu lạc bộ duy trì được phong độ và Quang Hải tỏa sáng trở lại, viễn cảnh đội bóng ngành Công An đăng quang giải vô địch quốc gia chỉ 1 năm sau khi thăng hạng là hoàn toàn có thể xảy ra. Thank you.